Nào. Ok Hà Linh, nào bây giờ con sẽ nhìn tranh và trả lời câu hỏi cho cô nhé. Ok, nào trả lời câu hỏi nào. So what can you do? Can walk. Đây có phải là walk đâu con, đây là chạy mà. Con nhìn vào bức tranh này con thấy người này đang làm gì hả con? Đang chạy Đang chạy, thế vậy là chạy phải là run chứ, tại sao lại là walk được không? Thôi câu này phải là I can. Sao con sao? bảo I can À thế à, thế chắc cô nghe nhầm, được chưa? I can run, đúng rồi. Tiếp tục, so what can't he do? What can't he He can skip. do? Okay, he can't skip. Đúng rồi. So what can they do? Can dream. À, con nói lại từ leo trèo cho cô nghe nào. Nó có phải là sim đâu. Climb. Đọc lại cho cô. Climb. Climb. Okay, so what can't you do? I can't. Can gì nhở? Walk. Ok, được rồi. Ok, so what can't you Can go. do? Climb. Ok. So what can you do? Can jump. Jump, chính xác. What can you do? Walk. Walk, very good. So what can you do? I can walk. Hot, very good. Đúng rồi, rất là tốt. Rất tốt. Goodbye, goodbye. Nào, bây giờ thì mình sẽ đến với phần luyện tập của cái phần action bài bài số 1 này nhá. Nào, đợi cô một chút, cô mở bài luyện tập lên. Hãy Linh làm bài đầu tiên cho cô nhá. Trong bài đầu tiên này rất là dễ thôi. Con sẽ nhìn vào sau đó nối. Có hiểu không ạ? À Hà Linh. Ôi, để xong vừa nãy cô bảo là À, cô có hai bạn tên Linh. Cô cứ bị nhầm. Cô hay gọi bạn ấy là Hà Linh rồi. Lúc gặp Hà Linh thì cô hay gọi là Khánh Linh. Cô hay bị loạn. Ok, nào làm cho cô nào. Nối nhá. Nối từ với hình ảnh đúng. Nào con nối cho cô. Linh. Có sao rồi cô? Nè, cô chữa bài này. Jump, chính xác. Run, đúng. Hop, đúng. Walk, chính xác. Và climb, đúng rồi. Ok. Và từ cuối cùng là từ skip sẽ là nhảy dây và nối với cái ảnh bên cạnh thôi. Được chưa? Nào, làm bài 2 cho cô. Được chưa? Viết câu trả lời I can cho mỗi hình ảnh. Được chưa? Nào, Hà Linh làm cho cô nhá. Cô phóng to ra cho con làm cho dễ. Rồi, con làm đi.
Nào bị lag rồi con. Không cô lúc lúc Hả? mất điện là, lúc đấy mất điện nên là máy tính của con nó tắt. À thế à? Ok, làm nhanh cho cô nào. Làm nhanh câu 1, 2, 3, 4 cho cô nào. Nhanh lên. Ủa, sao đó viết hơi bị lâu quá con. Nhanh lên con. Can climb. Câu 1 làm tốt rồi nhưng mà lưu ý cho cô một chút này. Ở đây con đang viết hoa toàn bộ mặt các lớp con viết thì cô không nói đến việc là viết chữ cái đầu tiên này phải viết chữ hoa. Tuy nhiên thì hết một câu thì mình chấm câu cho cô nhá. Rồi cho đi thi cũng thế. Được chưa nào? Tập cái thói quen này đi thì sẽ không bị mất điểm, được chưa? Nào làm nhanh cho cô câu còn lại nhá, Linh nhá, làm với con.
Linh ơi. Em rồi. Ok, à, việc thoát ra liên tục thế con. Ok nào, con đọc thôi. Bây giờ con đọc đáp án cho cô nhá. Con đọc đáp án câu 2 nhưng cho cô. Con đọc lên. Jump. Được chưa? Cô thấy chữ jump này đây nó đang bị thừa mất một chữ cái y nhá. Lưu ý cho cô này, bỏ chữ y đi nhá. Được chưa? Tiếp tục câu số 3, con đọc đáp án lên cho cô nhá. Số 3 nào. I can. Can. Can gì à con? Hà Linh ơi. Can keep. Skip. Ok, được rồi, tập trung vào con. Nào, câu số 4 nào. Can walk. Walk. Ok, lưu ý về các âm đuôi nhá. Được chưa? Vậy là mình đã hoàn thành xong phần ôn tập cũng như là toàn bộ kiến thức của cái phần action động từ này. Lưu ý cho cô nhé.
một số động từ nó có âm, các âm bật hơi nó, ví dụ như là âm K, âm P, âm T, âm D, thì phải lưu ý bật cho cô. Được chưa? Và lưu ý chúng ta sẽ có từ leo trèo, climb. Tuy nhiên âm bi đấy lại là một gọi là âm câm. Âm câm nghĩa là gì? Âm câm nghĩa là con sẽ không không phát âm ra cái âm đó, không phát âm thành thành tiếng cái âm đó, coi như cái âm đấy nó không xuất hiện, nó chỉ xuất hiện khi mà con viết chính tả mà thôi. Được chưa? Đó, cái bài action này nó khá là khó. Được chưa? Đây là những cái verb rất là khởi đầu thôi, nó rất là basics, nó chỉ là những cái khởi đầu, nó những là cái cơ bản thôi. Mình còn tiếp theo mình còn 2 buổi nữa đều là phần hành động, thế nên là cô cần con à, mình học đến đâu mình chắc đến đấy. Học xong hôm nay thì về nhà ôn tập nhớ hết cho cô thấy là Hà Linh là học cũng gần nhớ hết rồi, được chưa? Tuy nhiên thì hôm nay học có vẻ hơi không chú ý một chút, hay là tại mạng cô không rõ, có vẻ không chú ý một chút về cái mic của con nó đang hơi bị bé đấy, nên là bảo mẹ nhá. Nên chưa, với lại lần sau xem mạng nó, con bảo mẹ quên cái mạng hàng xóm đi, con ấn vào cái bảo mẹ ấn vào cái dấu 3 chấm nó có chữ quên mạng ấy, quên mạng nào đó ấy, thì nghĩa là nó sẽ không tự động bắt cái mạng đấy nữa, nên cho nó chỉ bắt mạng của nhà mình thôi. Đã rõ chưa Hà Linh? Hôm nay không có bài tập về nhà bởi vì con cũng làm xong phần ôn tập bài tập về nhà rồi, được chưa? Về nhà chỉ có học thuộc từ luyện viết. Được chưa? Để hôm sau mình sẽ, để tối mai mình sẽ sang bài mới luôn. Bài mới cũng là về action này, cũng là phần về các cái từ chỉ hành động này. Đã rõ chưa Hà Linh? Ok, so this is the end of the lesson today. So goodbye, see you next time. Bye bye con. Bye bye.